sự bản lĩnh lì lợm được tôn vinh. Giải bóng đá ngoại hạng Bắc Ninh Football 2024 chính thức ra mắt. Nơi xây dựng bản sắc riêng, như đội bóng đến từ một thôn làng, đại diện cho mảnh đất mình sinh ra, mang theo những hoài bão, tham vọng chinh phục đỉnh cao của giải đấu quy mô bậc nhất khu vực. Giải bóng đá ngoại hạng Bắc Ninh Football 2024, nơi bản sắc lên ngôi. Tháng 8 này, những khán giả cuồng nhiệt túc cầu giáo tại Bắc Ninh xem gì? Bộ phim điện ảnh kinh điển tranh đoạt ngôi vương của bóng đá quê hương quan họ sẽ được khởi chiếu trên đấu trường Kinh Đô Ánh Sáng, Phú Xá, Văn Môn Yên Phong. Bản anh hùng ca cho những kẻ chiến bại, nơi cảm xúc thăng hoa nhất, nơi khát khao với hành trình của sự bản lĩnh lì lợm được tôn vinh. Giải bóng đá ngoại hạng Bắc Ninh Football 2024 bốn đội bóng ra mắt. Vân Xá, Đông Phủ, nơi xây dựng bản sắc riêng, Mai Đồng bóng đến từ về tham dự vòng 5 đại diện giải bóng ngoại hạng Bắc Ninh Football năm 2024 chinh phục đỉnh cao của giải đấu quy mô bậc nhất khu vực. Cho quê hương muôn vạn con tim cùng hòa ca bài ca chiến thắng cùng vươn cao hơn cùng bay xa hơn. Trận đấu sẽ quyết định đội bóng nào xuất hiện tại chiếc cúp bạc danh giá của Ngoại hạng Bắc Ninh Football 2024. Cơ hội để cho cả Vọng Miệt và các cầu thủ Mai Động xuất hiện tại các trận tứ kết là không còn nữa. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Mai Động vẫn giữ trang phục áo đỏ, quần đỏ truyền thống của mình. Bảy cái tên xuất phát trong đội hình của họ gồm có thủ thành Văn Nhâm đá số 1, các thủ Trương Cường số 19, Đàn Tuất số 6, Đắc Trọng số 9, Trương Đích số 20, Văn Phương số 18 và sự thay thế đến từ cái tên Văn Hải. Hải Khung sẽ là người đeo áo số 3 và xuất hiện ở vị trí tiền vệ trung tâm dành cho các thủ Mai Động. Một mùa giải đầy biến động của bóng đá Mai Động khi đây là đội bóng đến từ một nhà tài trợ, một câu lạc bộ tại Mai Động mà thôi, đến từ một thôn làng. Đồ gỗ Huy Nhung. Trên sân của chúng ta hiện tại đang xuất hiện những hạt mưa nhỏ nhỏ. Nó có thể làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của trận đấu và cũng sẽ gây khó khăn cho các thủ môn, các cầu thủ trên sân.
với các đội bóng mà yêu cầu, yêu thích lối chơi ban bật ngắn thì rõ ràng với điều kiện mặt sân trơn trượt, trái bóng trơn trượt sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến các cầu thủ. Ngày hôm nay thì Mai Động họ có cần ít nhất là một trận hòa. Chưa Bảo Quyết, khá nguy hiểm, và đó là bàn thắng đầu tiên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Mai Động. Một pha bóng phản lưới nhà sau tình huống tấn công đầu tiên. Một pha bóng đốt đèn đến từ hàng thủ của Vọng Nguyệt. Ngày hôm nay thì Vọng Nguyệt phải thắng. Trong đội hình của Vọng Nguyệt thì có những cái tên như là Hải Crit, trung vệ đội trưởng Hải Crit số 8, Duy Quân số 3, Xuân An số 9, Hoàng Tú số 2, Văn Cao số 20, Xuân Đạt số 15, và thủ thành của họ là Văn Kiên, thủ thành số 1. Ở mùa giải này thì Vọng Nguyệt cũng đang gặp rất nhiều vấn đề về mặt đội hình. Họ không thể có số lượng cầu thủ đông. Có lẽ là ngoại hạng Bắc Ninh Football với Vọng Nguyệt chỉ là một giải đấu mang tính chất tham khảo. Ngày hôm qua thì Vọng Nguyệt vừa chiến thắng Mẫn Xá tại giải 11 Tiểm Xuyên. Giải đấu dành cho thế hệ 9X thôi. Có thể thấy bóng đá Vọng Nguyệt cũng đang ngày bất ổn, ngày một bất ổn. Với lực lượng như thế này. Trên bên dự đạo trong cái dự bị hiện tại của Vọng Nguyệt chỉ có đúng 2 cầu thủ. Những sự thay thế bên ngoài sân của Vọng Nguyệt là không nhiều. Và bây giờ thì họ đang bị dẫn trước. Những cái tên quen thuộc như là Sơn Muller đã dỗi và không xuất hiện. Những ông bầu như là Tùng Chu, Dũng Máy Xúc cũng không hề xuất hiện tại giải đấu năm nay. Một lợi thế rất lớn dành cho Mai Động. Đặc Trọng. Đặc Trọng là một trong tiền đạo rất đa năng, có thể tự làm tự ăn của bóng đá Mai Động. Nhưng điểm mà cầu thủ này thiếu chính là khả năng di chuyển không bóng. Rất bình tĩnh. Xuân An. Hoàng Tú và Xuân An là những cầu thủ thuộc lứa cầu thủ đào tạo ấn tượng nhất mà Hải Crit tạo ra. Không có bàn thắng đâu à. Pha chạy bóng rất nguy hiểm đến từ Hải Crit. Người vừa có pha bật cánh đầu là Văn Cao. Những cái tên như Idol Quý Trang cũng không xuất hiện ngày hôm nay. Có lẽ là những cầu thủ, những idol như vậy xuất hiện ở những trận đấu khi mà Mai Động chưa bị loại. Còn với những trận đấu mà mang tính thủ tục và cơ hội đi tiếp để tranh những chiếc cúp vàng danh giá thì họ lại không có mặt. Ngày hôm nay cũng bắt đầu vào ngày nghỉ lễ đến từ những anh em công nhân viên. Đắc Trọng không thành công. Một pha bóng tự ngã. Mai Động đang có lợi thế lớn với một bàn thắng phản lưới nhà. Lỗi rồi.
Ở bản đấu này có 5 đội bóng xuất hiện, đó là Quan Độ, Mẫn Xá, Mai Động, Vọng Nguyệt và Đồng Phủ. Mai Động và Vọng Nguyệt thì đang đều có cho mình được 3 điểm. Nhưng ngày hôm nay thì Vọng Nguyệt phải thắng do hiệu số của họ kém hơn so với Mai Động. Hiệu số của Mai Động là -2, còn Vọng Nguyệt là -4. Đã có tình huống phạm lỗi. Một pha theo cam rất sát Xuân An của Trương Cường và Hải Khùng. Ở bóng này thì có 5 đội bóng: Quan Độ, Mẫn Xá, Mai Động, Vọng Nguyệt và Đông Phủ. Bóng này thì Quan Độ đã thi đấu đủ 4 trận, họ đang tạm thời nhất bảng. Nếu như Mẫn Xá không thể có được 1 điểm trước Đông Phủ thì Quan Độ sẽ đứng nhất bảng. Hiệu số hiện tại của Quan Độ là -9, còn Mẫn Xá là -4. Cùng có được 9 điểm, chắc chắn đi tiếp. Đội bóng nhất bảng D sẽ gặp đội bóng nhì của bảng C với sự góp mặt của Yên Tân, nhì bảng. Thụy Lôi sẽ gặp đội bóng nhì bảng của bảng D, có thể gặp Mẫn Xá hoặc Quan Độ. Nếu như ngày hôm nay Mẫn Xá có một trận hòa trở lên thì họ sẽ đứng nhất bảng. Còn Thụy Lôi, Quan Độ sẽ gặp nhau ở loạt trận tứ kết. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Những cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn trên sân vận động Phú Xá tại Văn Môn Phong Bắc Ninh. Nó cũng làm cho lượng khán giả ít đi. Và rất hy vọng là những loạt trận tứ kết trở đi và những trận tranh cúp bạc thì những khán giả sẽ đến sân đông hơn. Dự kiến vào khoảng ngày mùng 5 thì giải bóng đá ngoài Amelie Football sẽ trở lại sau ngày mùng 2 tháng 9 nghỉ lễ và mùng 3 tháng 9. Chúng tôi sẽ cho các anh em nghỉ lễ vào ngày mùng 2 tháng 9. Cho anh em cầu thủ thôi. Khá nguy hiểm. Đó là pha xử bóng của lão tướng Trương Đích. Nhớ đi chơi rồi. Yên Tân đã đứng ở vị trí nhì bảng, bảng C. Còn các cầu thủ Thụy Lôi đứng nhất bảng. Trương Đích. Ngày nay thì Trương Đích theo bằng đội trưởng. Vẫn là một trong những cầu thủ vô cùng ấn tượng và chất lượng của bóng đá 8X Mai Động. Sắp tới thì 8X Mai Động cũng sẽ tham dự giải bóng đá U35 Over tranh cúp Đi Football 2024. Một giải đấu dành cho sân chơi của các cầu thủ đã trên 35 tuổi. Rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm của Xuân An. Tuy nhiên thì Hà Crít đã không xâm nhập cột 2. Trương Đích cùng với ông Bầu, Luân Hương, Đồ Gỗ sẽ là những người có lá chủ bài của giải bóng đá U35 Over trong màu áo của Mai Động. 8X Mai Động vô địch rất nhiều chiếc cúp. Nhưng có một thông tin khá bất ngờ là với giải 8X nào có Thụy Lôi thì Mai Động không vô địch. Chúng ta cũng sẽ được chứng kiến những cuộc đối đầu của vua cúp gỗ Luân Hương Đồ Gỗ đối đầu với đội trưởng Lê Quốc Phương của Thụy Lôi tại giải 8X sắp tới. Và giải đấu sẽ được khai mạc vào ngày 4 tháng 9. Toàn bộ các trận đấu sẽ được live stream trực tiếp trên trang fanpage của Bắc Ninh Mobile Football, bóng đá phong trào Bắc Ninh. Tiền thân là trang fanpage của BV Nguyễn Anh Hùng. Không hề có lỗi. Đường truyền tốt của Trương Cường, dứt điểm. Đặc Trọng đã không dứt điểm ngay. Đó là một pha bóng lưỡng lự giữa chuyền bóng
và giữ bóng hay là dứt điểm đến từ Đắc Trọng. Năm nay thì ở bảng đấu có xuất hiện của Đông Phù, tuy nhiên Đông Phù đã không còn cơ hội cạnh tranh nữa. Và nhà đương kim địch của Cúp Bạc 2023 sẽ dừng bước bất chấp kết quả loạt trận trên sân số 2 là bao nhiêu. Tuy nhiên cũng sẽ có một đại diện của Tiên Du thay thế Đông Phù để chơi Cúp Bạc, đó là Lũng Sơn. Ở tại Lũng Sơn hiện tại cũng đang diễn ra giải Lũng Sơn Cúp. Hy vọng là Lũng Sơn sẽ cùng với tiếp nối cái đà Cúp Bạc của Đông Phù để lại từ năm 2023. Những đối thủ tại Cúp Bạc rõ ràng là nhẹ gánh hơn. Với Kim Thượng, với Tiên Trà. Nhẹ gánh hơn rất nhiều. Ngày hôm nay thì cao thủ Mai Động chỉ cần một trận hòa thôi. Trên sân chính là SC Mai Động nhưng là câu lạc bộ của đội gỗ Huy Nhung. Hoàng Tú là người chạm bóng cuối cùng. Không theo kịp đường chuyền, phá bóng di chuyển không chủ động đến từ hậu vệ cánh phải của SC Vọng Nguyệt. Ngày hôm nay thì Xuân An đang được bố trí đá tiền vệ trung tâm. Vị trí trước kia thuộc về Sơn Muller. Xuân An thì chuyên hậu vệ cánh. Đắc Trọng không được. Trở lại tiếp tục mưa nặng hạt hơn. Đúng là điều kiện thời tiết không ủng hộ cho là trận cuối cùng của vòng 5 giải Ngoại hạng Football. Ngày hôm qua thì cũng đã có những cơn mưa. Nhưng ngày hôm qua mưa thì nhỏ hơn ngày hôm nay. Cơn mưa ngày hôm nay có vẻ dày đặc hơn, nặng hơn. Dứt điểm, không vào. Không có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Mai Động. Trương Cường là người vừa dứt điểm. Những cầu thủ như là Trương Cường, Hải Khung, Đắc Trọng đang là những cầu thủ đội 1 của bóng đá Mai Động. Bên cạnh đó thì các bạn đừng quên Hải 40 Củ. Cầu thủ sinh năm 97, vua dỗi của Mai Động. Ngày hôm nay thì Hải 40 Củ cũng có mặt trên sân. Nhưng anh thông báo đến ban lãnh đạo của Mai Động là gặp phải một chấn thương khó nói. Biết đâu đó vào chung kết Cúp Bạc thì Mai Động lại cái xuất hiện của Quang Hải thì sao? Khả năng cao là như vậy. Văn Nhâm là cầu thủ thủ môn của SC Mai Động. Tôi nhớ không nhầm thì cầu thủ này sinh năm 2K2. Có thể dứt điểm, rất nguy hiểm. Vẫn là pha cắt bóng chủ động.
Trường Đích rất bình tĩnh. Quả hai không vào. Không hiểu vì sao không có bàn thắng cho Mai Động. Khó hiểu. Hải Khung là người dứt điểm cuối cùng. Trường Đích đã làm tất cả những gì khó nhất rồi, vượt qua 4 cầu thủ áo vàng và đưa ra một đường căng ngang thuận lợi. Hải Khung lao vào dứt điểm nhưng không trúng bóng, không trúng tâm bóng. Đàn Tuất là người cũng muốn thử vận may từ một pha sút xa. Việc các cầu thủ Vọng Nguyệt để thủng lưới từ khá sớm đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các cầu thủ trên sân. Xuân An. Khá nguy hiểm. Vẫn là tình huống bật cao đến từ Văn Cao. Vẫn là chủ động của các thủ Mai Động. Tạc Trọng rất lười di chuyển. Hoàng Tú không được. Phản công, cơi, tỷ số là 2-0. Cuối cùng thì cao thủ của Mai Động cũng có thêm bàn thắng. Đắc Trọng, Hải Khùng là những người tạo ra bàn thắng vừa rồi. Và người được ghi tên mình với bảng điểm số là cái tên Trương Cường. Hải Khùng, Đắc Trọng và kết thúc là Trương Cường. 2-0. Với một lực lượng như thế này thì rõ ràng Mai Động đang nhỉnh hơn rất nhiều so với Vọng Nguyệt.
Trọng tài xác định bóng đã chạm tay Đắc Trọng. Mai Động nhiều khả năng sẽ đá cú bạc ở mùa giải này. Khi đó thì bốn đại diện sẽ là những cái tên cũng vô cùng chất lượng với đưa kim vô địch Tiên Du 2023 Lũng Sơn. Đội bóng vừa để thua Yên Tân Kim Thượng. SC Tiên Trà, nhà đưa kim vô địch của giải U19 Bắc Ninh Football 2024. Và tất nhiên sẽ là một đội bóng Mai Động nữa. Đại diện là đội Huy Nhung. Rất khó khăn dành cho Mai Động. Họ không thể chơi passing như thế là cơ hội. Xuân An. Lỗi rồi. Phạm bóng mà Hải Khung là người đã phạm lỗi. Xuân An đã nhanh hơn Hải Khung một nhịp. Chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này được rút ra. Không thể qua hàng rào. Người dứt điểm là Xuân An, pha dứt điểm hơi hiền. Tính đột biến cũng đã mất đi khi các cầu thủ Mai Động chủ động áp sát nhanh sau pha phối hợp đầu tiên. Tình huống trồng cánh tốt. Trọng tài đã thổi phạt bóng chạm tay trước. Hải Khung đã phạm lỗi kê chân, không phải là từ bóng chạm tay. Một tình huống phối hợp không thành công. Pha phối hợp tương đối khó hiểu. Rất bình tĩnh. Và cắt bóng thành công của Hải Crit Hoàng Tú. Một tình huống bóng chạm tay đến từ Trường Thịnh. Nếu xét về sức trẻ thì các cầu thủ Vọng Nguyệt có thể lực tốt hơn so với Mai Động. Rất bình tĩnh. Vọng Nguyệt đang dâng cao, không vào. Vừa rồi có lẽ là pha dứt điểm đến từ cái tên Xuân Đạt. Không phải, đó là Duy Quân. Tình huống dứt điểm của Duy Quân.
Pha cắt bóng chủ động. Không thành công. Pha dứt bóng không tốt đến từ Trương Cường. Thời gian thiếu chính thức của hiệp 1 không còn nhiều. Hải Khung. Nhịp độ không quá cao thế này khi mà Mai Động đang dẫn trước 2-0. Có lẽ nếu như muốn tranh cúp bạc thì Vọng Việt sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều trong hiệp 2. Rất dứt khoát. Hai Chris. Rất khó để tìm ra lỗ hổng nơi phòng ngự của Mai Động nếu như Vọng Việt vẫn chơi một thế trận như thế này. Một phút bù giờ trận đầu tiên. Tỷ số đang tạm thời là 2-0. Một pha bóng phản lưới nhà và một tình huống ghi bàn đơn giản đến từ Trương Cường đang giúp cho các thủ Mai Động dẫn trước 2-0. Dứt điểm và tỷ số là 3-0. Duy Quân, xin lỗi, 2-0 là người đã ghi bàn thắng thứ 3 dành cho FC Mai Động. Trong cái thế trận như thế này thì rất có thể là Hải 40 củ sẽ được vào sân. Chúng ta không còn được nhìn thấy một Vọng Nguyệt thật sự xuất sắc ở những giải đấu trước đây. Một tinh thần rệu rã và hiệp 1 kết thúc với một lợi thế quá lớn dành cho Mai Động. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút và nghe những ca khúc của Bắc Ninh FC. Đừng ai khó khăn vì đã có anh em bên mình cùng vươn.
cho quê hương. Muôn vạn con tim cùng hòa ca bài ca chiến thắng, cùng vươn cao hơn. Xây một giấc mơ cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời một niềm tin rạng ngời. Tự hào Bắc Ninh ơi, tự hào Bắc Ninh ơi, hiên ngang như mạnh mẽ không ngại ngần. Thiên ngang những bước chân, mạnh mẽ không ngại ngần. Thiên ngang những bước chân, mạnh mẽ không ngại ngần. Thiên ngang những bước chân. Tỏa sáng cho quê hương, muôn vạn con tim cùng hòa ca bài ca chiến thắng, cùng vươn cao hơn. Xây một giấc mơ cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời một niềm tin rạng ngời. Tự hào Bắc Ninh ơi, tự hào Bắc Ninh ơi, hiên ngang như mạnh mẽ không ngại ngần. Thiên ngang những bước chân.
chơi đi anh ơi. Chạy vô. Chúng ta sẽ cùng trở lại hiệp đấu thứ hai. Hiệp 1 là một hiệp đấu mà các thủ Vọng Nguyệt có lẽ là muốn quên đi sớm với 3 bàn thua. Và bây giờ thì người muốn đi quên đi sớm nhất đó là Hải Crit đã xin rút ra ngoài. Người trụ cột của SC Vọng Nguyệt ngày hôm nay đã dỗi ra khỏi sân và nhường chỗ cho các thủ trẻ. Rất có thể đó sẽ là một trong những dấu hiệu để Mai Động có thêm những bàn thắng. Mai Động đang dẫn trước tới 3-0. Trong đó có một bàn thắng phản lưới nhà của Vọng Nguyệt điếu cho các đội Mai Động. Trương Cường cùng với Hải Khung là những người tiếp tục ghi tên mình lên bảng điểm số. Chưa bao giờ tôi thấy một Vọng Nguyệt rệu rã như thế này. Nó rất khác với hình ảnh của Vọng Nguyệt tại giải C11. Dứt điểm, không vào, bóng vừa tìm thấy cột dọc. Phản công, Xuân An, vẫn là Xuân An, chân trái. Quá khó hiểu. Đắc Trọng. Có thể thấy là Mai Động họ chưa muốn dừng lại với một khởi đầu hiệp 1 là 3 bàn. Lại là Đắc Trọng. Đã có một lỗi kéo người. Nếu như Đắc Trọng cải thiện được khả năng di chuyển của mình thì đây chắc chắn sẽ là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá Mai Động trong tương lai và thậm chí là của Từ Sơn. Một tiền đạo có thể hình lý tưởng. 1m80. Nhưng việc Đắc Trọng ít khi tham gia vào các tình huống tấn công, tình huống phòng ngự và khả năng thu hồi bóng, di chuyển không bóng của anh chính là mặt hạn chế của tiền đạo này. Trong đó hiện đại ở cái thời điểm này thì việc những tiền đạo có khả năng di chuyển rộng và thậm chí là đã thay đổi vị trí liên tục cho nhau luôn là những sự lựa chọn tối ưu dành cho các huấn luyện viên trưởng. Và cắt bóng của Đắc Trọng. Xuân An có một đường truyền hơi điệu và nó cách rất xa với Duy Quân. Ba không.
nhịp độ không quá cao. Mai Động muốn tấn công cũng khó với một đội hình mỏng như thế này. Bên ngoài sân thì họ không còn ai thay thế nữa. Đường truyền cho Đắc Trọng, bước một rất hay. Tuyến hai không được. Hải Khung đã không thể kịp thời băng lên, nhưng vẫn là các cầu thủ Mai Động, Trường Đích. Thay người đến từ các cầu thủ Mai Động. Đắc Trọng là người được rút ra nghỉ. Và Hữu Liêm là người được tung vào sân. Pha trả bóng đầu tiên của Hữu Liêm. Xuân An. Đây là Duy Quân. Rất bình tĩnh. Có thể dứt điểm. Pha xoay chân phải và đảo chân trái dứt điểm rất nhanh. Nhưng không bàn thắng dành cho Vọng Nguyệt. Rõ ràng ngày hôm nay thì Mai Động họ chắc chiêu hơn cho cơ hội tranh cúp bạc của mình. Ông chắc bắt nguồn hay ghê ấy. Vẫn là Hải Khung, lợi thế dành cho các thủ Mai Động. Hữu Liêm. Không được. Trường Đích. Trọng tài xác định đó không phải là một tình huống chuyền về. Hôm qua em gặp nó chào em. Rất nhanh. Duy Quân đã không thể thoát đi. Cũng khá đáng tiếc cho các thủ đồ gỗ Huy Nhung SC Mai Động. Khi họ rơi vào bảng đấu khó khăn, xuất hiện những ông lớn kinh nghiệm như là Mẫn Xá hay là Quan Độ. Tất cả là tại ông Luân Hương đồ gỗ, ông bốc thăm quá vụng. Vẫn là cái duyên Mai Động Mẫn Xá. Nhưng lần này thì Mai Động đã không thể tạo ra nhiều khó khăn trước Mẫn Xá nữa. Với kết quả trên sân số 2 hiện tại thì Mẫn Xá sẽ đứng nhất bảng với 4 trận toàn thắng. Đối thủ của Mẫn Xá ở vòng đấu tiếp theo sẽ là đại diện FC Thiên Tân, một trong 4 đại diện tương đối là dễ thở ở loạt trận 8 đội mạnh nhất. Thụy Lôi cùng với Quan Độ sẽ là một cặp đấu tâm điểm của loạt trận tứ kết mùa giải này. Và có lẽ để cho tạo ra một bữa tiệc bàn thắng, một bữa tiệc thật sự giải Ngoại hạng Bắc Ninh Football từ vòng tứ kết trở đi, thì chúng tôi sẽ cho thi đấu 2 trận trên một ngày thôi, trên một mặt sân thôi.
Dự kiến là giải đấu chúng ta sẽ trở lại từ ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9. Thế khả năng là mình đã thứ 6 cơ. Ngày mùng 7 tháng 9 thì chúng tôi sẽ cho thi đấu khá nguy hiểm. Trọng tài đã thổi phạt. Ngày 7 tháng 9 nhiều khả năng sẽ là sự trở lại của giải bóng đá U35. Xuân An cơ ơi, không vào. Vọng Việt thay người, Duy Quân rời sân, Xuân Đạt được tung vào sân. Hải Khung rất nguy hiểm và đó là bàn thắng của Hữu Liêm, 4-0 dành cho FC Bài Động. Quá đơn giản, hàng phòng ngự non kinh nghiệm đến từ Vọng Việt nhanh chóng bị vỡ vụn bởi những pha phối hợp đơn giản của FC Bài Động. Và Bài Động thay người, Hải Khung sẽ rời sân để nhường chỗ cho Văn Mạnh. Với một cách biệt an toàn như thế này thì đây là thời điểm mà ông bầu Luân Hương, vua cúp gỗ Từ Sơn sẽ có những sự thay đổi. Đúng là Mai Động vẫn chưa muốn dừng lại. Sút xả thay người đến từ Vọng Việt. Cầu thủ đá xoay 10 Văn Cao rời sân. Và Văn Thành được tung vào sân. Một trận đấu khá đáng tiếc khi mà ông bầu của FC Vọng Việt Tùng Chu đã xuất hiện hơi muộn. Những cầu thủ 9x hiếm hoi. Khai. Đá biên dành cho các thủ bên phía sân bay động. Lại mưa rồi Việt ơi. Em ấn nhầm vào cái nút lấy nét. Thôi. Rất nguy hiểm và đó là bàn thắng thứ 5. Cuối cùng thì Lão Tướng Trường Đích cũng đã có thắng cho riêng mình. Năm không.
đã là tình huống lỗi đẩy sau của Tùng Chu. Rất khỏe. Pha sâu kim thành công. Vọng Nguyệt có lẽ bây giờ họ sẽ đi tìm bàn thắng danh dự. Xuân An. Vẫn là Xuân An. Và đi bóng không thể vượt qua được nào tới trường đích. Vẫn là Trương Đích. Mai Động có giật được người. Minh Phương rời sân. Và Hữu Quyền được thụ vào sân. Không được. Vẫn chưa thể có bàn danh dự dành cho Vọng Nguyệt. Một pha bóng hơi còn phòng ngự Mai Động. Xuân An. Vẫn là Xuân An. Một chiếc thẻ vàng được dành tặng cho Tùng Chu. Đàm Tuất là người bị đau sau pha va chạm vừa rồi. Hoàng Tú đối mặt vẫn không có bàn danh dự. Không biết phải như thế nào thì cao thủ Vọng Nguyệt mới có bàn thắng này. Tùng Chu không thể đánh bại được thủ thành Văn Nhâm. Người vừa dứt điểm cách đây ít phút chính là cái tên Tú đây mà, Hoàng Tú. Người ta đã nghĩ đến bàn thắng rồi. Một bàn thắng danh dự cho Vọng Nguyệt. Nhưng Hoàng Tú thì lại làm phức tạp vấn đề hơn. Phản công. Vẫn là Hữu Liêm. Lần này thì hàng phòng ngự của Mai Động, hàng phòng ngự của Vọng Nguyệt đã hỗ trợ kịp thời. Lỗi đá biên rồi.
Ngọc Nguyệt vẫn đang đi tìm bàn thắng danh dự. Một bàn thắng để chia tay Ngoại hạng Bắc Ninh Football 2024. Và có lẽ họ cần phải vực dậy tinh thần, làm lại với những gì trong năm 2025 sắp tới. Mất bóng rồi. Quá hay. Không vào. Trường Cường cũng vừa bỏ lỡ một pha bóng chân gỗ. Hay quá đây. Hay quá. Đây có lẽ là chuyên nhân của Luân Hương đầu gỗ. Đồ chân gỗ thật sự. Một pha phối hợp đan sen đẹp mắt của Mai Động kết thúc bằng một pha bóng dứt điểm hời hợt. Nhưng pha phối hợp đẹp mắt bao nhiêu, ấn tượng bao nhiêu thì pha dứt điểm lại tồi đến mấy nhiêu. Mất bóng rồi, 2-1. Trương Cường cũng không sút. Phản công. Một thế trận tương nhiên là cởi mở ở thời điểm này rồi. Thay người đến từ các cầu thủ Mai Động. Chu Đức rời sân và Thuận Hiếu được tung vào sân. Như vậy là không phải là Quang Hải vào sân mà là Thuận Hiếu. Và bây giờ thì anh đeo băng đội trưởng. Vẫn không có bàn thắng. Thủ thành Văn Nhâm vẫn xuất sắc ngày hôm nay. Xuân An. Đường truyền quá không tốt của Xuân An. Quá bế tắc dành cho các đội Bảo Nguyệt. Hoàng Tú mất bóng rồi. Phạt góc dành cho Mai Động. Trương Cường. Cá ngang. Cơ hội phản công dành cho các thủ bên phía vòng Việt. Xuân An. Vẫn quá hời hợt. Người dứt điểm lại là Hoàng Tú. Dứt điểm. Vẫn không có bàn thắng danh dự. Ôi,
Quá nguy hiểm, cậu ơi, vẫn không vào. Các thủ Mai Động lùi về rất nhanh. Cá ngang. Dứt điểm. Vẫn không vào. Điều gì đây? Đội chân của Văn Nhâm vẫn cứu thua thành công dành cho các thủ Mai Động. Bàn thắng vẫn đang làm cái gì đó xa xỉ với Vọng Nguyệt. Và lúc này trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu. Có một sự tiếc nuối dành cho Vọng Nguyệt, nhưng cũng xin chúc mừng các thủ Mai Động. Đội bóng sẽ chơi các loạt trận cúp bạc của mùa giải năm nay.